Vườn hồng rực rỡ, nhiều màu sắc với hơn 30 loại hồng của nữ doanh nhân Nguyễn Phương Thảo tại quận 16, thủ đô Budapest. Tại đây, nhiều nhất là giống hồng Eden của Anh. Loại hoa này có bông to, hương thơm rất ngọt ngào. Mỗi ngày ngoài làm việc, phần lớn thời gian chị dành để chăm sóc vườn hoa. Mặc dù gia đình, mọi người sẵn sàng hỗ trợ chăm sóc cây, nhưng chị luôn muốn tự tay cắt tỉa, chăm sóc. Thật sự lúc đầu tôi làm thì từ trái tim thôi. Và hãy tin vào điều mình muốn, nó rất là quan trọng. Cái sự chăm chỉ, nếu mà mình không có kiến thức thì mình hãy chăm chỉ, cần cù bù khả năng đấy. Đó, thì đó là một cái mà tôi cảm thấy là rất là quý. Sang Hungary lập nghiệp khi mới đôi mươi, dù bận rộn với công việc kinh doanh và chăm sóc gia đình, song chị Thảo vẫn dành thời gian thiết kế một khu vườn. Những quả su su, mướp sai chữ đem lại không gian đậm chất Việt Nam. Do thời tiết ở Hungary lạnh hơn Việt Nam nên việc chăm sóc cũng có những khác biệt và khó khăn nhất định. Tuy nhiên tình yêu và mong muốn ghi dấu những nét bình dị của quê hương chính là động lực để chị xây dựng nên khu vườn độc đáo giữa thủ đô Budapest, một điểm đến cho cộng đồng người Việt tại đây. Bà Thảo Gravera thì bà sang cái thời năm sang đây tôi được 10 năm thì phải. Qua đây thì bà là một người phụ nữ cũng là vượt khéo khó vượt khổ và dám nghĩ dám làm, phải giữ gìn nên văn hóa Việt, cái có cội nước có nên phải cố gắng gìn giữ để tuyên truyền và để giáo dục cho cái thế hệ sau này nó tiếp thu với nền văn hóa Việt. Từ những cái ghế, cái bát hay là những con hình con trâu mang biểu tượng Việt Nam, nó rất là ấm cúng và thân thiện. Mình cứ nghĩ là mình đang được sống tại một cái ngôi nhà thuần Việt chính trên đất mảnh đất quê hương thứ hai này. Dù sống ở nước ngoài, song ngôi nhà chị Thảo được thiết kế theo phong cách nhà vườn Huế. Những đồ vật trang trí được chị cất công mang từ Việt Nam sang như chiếc xích lô, chum, vải đến chiếc cầu tượng trưng theo hình ảnh cầu Trường Tiền. Chính vì vậy, ngôi nhà cũng chính là một địa điểm yêu thích của những người bạn Hungary mong muốn tìm hiểu về văn hóa Việt Nam.